Vừa rồi chúng ta đã đến với những cái thông tin từ tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái về những cái nguy cơ khi mà chúng ta đã tiêm chủng vaccine đủ cả hai liều ngừa COVID-19 nhưng mà chúng ta vẫn cần phải tuân thủ những biện pháp 5K cũng như những biện pháp an toàn để có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Thưa quý vị các bạn, đó là câu hỏi của rất là nhiều khán giả của VTC9 đã đặt ra. Và nếu quý vị các bạn có câu hỏi thì cũng đừng ngần ngại đặt ra cho chúng tôi, hoặc là có những phản ánh gì thì hãy gửi về cho VTC9. Và trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được một thông tin của một khán giả có số điện thoại là 0984209XXX phản ánh về việc bờ đê Ngọc Thủy thuộc phường Ngọc Thủy và phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, vốn là một trong những nơi được trồng cỏ, tạo cảnh quan và bảo vệ cơ đê. Tuy nhiên hiện nay đang bị xuống cấp trầm trọng do nhiều hộ dân tự ý đào xới để trồng rau và hoa. Và ngay sau khi nhận được thông tin này thì nhóm phóng viên của VTC9 cũng đã đến nơi đây và ghi nhận tình trạng ở đây. Đê Ngọc Thủy, đoạn từ phố Bắc Cầu đến chân cầu Long Biên, dài khoảng 2 km, thuộc các phường Ngọc Thủy và Ngọc Lâm thuộc quận Long Biên. Bờ đê vốn được trồng thảm cỏ và tạo cảnh quan cũng như bảo vệ cơ đê. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, nhiều hộ dân sống sát mặt đê đã tự ý đào xới để quy hoạch thành từng mảnh đất trồng rau hoa, cây dược liệu. Thậm chí có hộ còn xẻ đê thành rãnh làm cầu thang bằng inox để tạo lối đi lên trên mặt đường. Có đoạn đê lại bị cạo lớp cỏ, lát gạch làm chỗ vui chơi. Tình trạng tùy tiện sử dụng đê vì mục đích riêng không những vi phạm luật đê điều mà còn gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều rủi ro về sạt lở hành lang đê. Khán giả đề nghị chính quyền hai phường Ngọc Thủy và Ngọc Lâm cùng phối hợp để nhanh chóng có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng này để trả lại vẻ đẹp cùng với sự vững chắc của đoạn đê.